3. Cơ chế, phương pháp, công cụ quản lý nhà nước đối với nền kinh tế quốc dân. Làm cách nào để đối tượng quản lý đi theo quy định của người quản lý là câu hỏi lớn đặt ra cho người quản lý. Trả lời câu hỏi đó chính là đề cập vấn đề cơ chế quản lý, phương pháp và công cụ quản lý. Một, cơ chế quản lý. Khái niệm chung có hai khái niệm liên quan đến thuật ngữ cơ chế kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế. Trong đó, cơ chế kinh tế là một phạm trù kết cấu động của chính nền kinh tế, đó là sự tương tác giữa các bộ phận cấu thành nền kinh tế quốc dân trong quá trình vận động của từng bộ phận để tạo nên sự vận động chung của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Cơ cấu kinh tế quốc dân được xem xét từ nhiều góc độ nên cũng có nhiều góc độ để xem xét cơ chế kinh tế, chẳng hạn có cơ chế tác động giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất, giữa công nghiệp với nông nghiệp, giữa công nghiệp nặng với công nghiệp nhẹ, khu vực 1 với khu vực 2 trong quá trình tái sản xuất mở rộng. Cơ chế quản lý kinh tế là một phạm trù vận động tương tác giữa chủ thể và khách thể quản lý, là sự tương tác giữa các bộ phận cấu thành hệ thống quản lý. Cơ chế quản lý bao gồm: một là hệ thống các mục tiêu có tính hệ thống dọc và ngang, trong hệ thống mục tiêu cũng có cơ chế của nó, tức là mỗi mục tiêu trong hệ thống vừa là nhân vừa là quả của mục tiêu khác. Sự tương tác giữa các mục tiêu chính là cơ chế của mục tiêu. Theo hệ thống dọc, đó là quá trình chuyển hóa theo thời gian từ điểm xuất phát tới đích. Theo hệ thống ngang, đó là mối liên hệ không gian của vận động. Hai là hệ thống các lực tác động vào đối tượng quản lý. Lực tác động là cái mà nhờ nó đối tượng chuyển động theo ý chí nhà nước. Dễ dàng thấy ngay rằng hệ thống công cụ không gì khác là các quy phạm pháp luật, quy phạm đạo đức, quy phạm kỹ thuật, các đòn bẩy kinh tế, thuế, giá cả, lãi suất tín dụng. Cơ chế quản lý ở đây chính là cơ chế tương tác giữa các lực tác động này. Mỗi lực tác động quản lý làm đối tượng tiến lên về mặt này xong có thể làm thụt lùi chúng ở mặt khác, nhưng vì có một tập hợp lực tác động nên đối tượng vẫn tiến tới mục tiêu. Ba là hệ thống các cơ quan quản lý và sự tương hỗ giữa chúng trong quá trình thi hành công vụ. 2. Phương thức quản lý kinh tế của nhà nước. A. Phương thức kích thích. Thực chất của kích thích là dùng lợi ích làm cho đối tượng quản lý vì muốn được lợi mà làm theo yêu cầu của nhà nước. Các nguồn lợi ích có thể dùng để kích thích doanh nhân được nhà nước có thể dùng. Lợi ích tinh thần, tuyên dương khen thưởng, các loại tác động làm cho doanh nhân tăng lợi nhuận, miễn giảm thuế, cho vay ưu đãi, trợ giá mua và bán. Về lợi ích vật chất còn có nhiều cách khác nữa. Mỗi nhà nước đều không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống các đòn bẩy kinh tế này. Kích thích tinh thần là thủ pháp quản lý bổ sung. Tùy đặc tính của đối tượng quản lý, nó không đóng vai trò lớn trong điều hành kinh tế. Phương pháp áp dụng phương thức kích thích. Phương thức kích thích được áp dụng khi cần thiết và có thể áp dụng đồng thời với thuyết phục cưỡng chế. B. Phương thức thuyết phục. Phương thức này được sử dụng nhằm làm cho đối tượng giác ngộ được tính thiết yếu